Chà ơi là chà, muốn giấu anh hả cưng, đâu có dễ. Tuy hơi bừa bộn thiệt, nhưng mà hơi kệ. Chà ơi, dễ thương không? Dễ thương quá ha. Cắt cục hết là đẹp. Chà làm gì chà ngồi với em, chà không vui vậy, chà phải vui chứ, cười lên đi. Buông chà ra. Thôi, ngồi chơi em xíu thôi. Chà có việc phải đi rồi. Thôi mà, chà đi đâu vậy, chà bị gì vậy, sao ngồi với em mà nhấp nha nhấp nhởm vậy? Chà đang bị bệnh về đường ruột, em buông ra đi. Thôi đừng, không sao đâu, bệnh đường ruột ngồi nói chuyện với em xíu hết à. Trời ơi, bệnh đường ruột là phải đi toilet nhiều lắm, em hiểu không vậy? Không sao đâu, ngồi nói chuyện với em là hết à. Buông chà ra. Ôi mà đừng bỏ em, cô đơn lắm. Em mà cản như vậy hoài là không kịp nữa đó, buông ra. Chà đừng. Chà gì? Đừng bỏ em đi. Hello. Đi đâu? Ngủ dậy xong rồi không thấy ai, rồi cắt nước rồi xuống kiếm nước uống. Vậy hả? Vậy thôi ở đây uống nước đi. Tôi đi lên lầu. Bye bye. Bye bye. Mở ra, mở ra. Cái này thì ghê lắm, mình phải chụm đầu lên. 1, 2, 3. Trời ơi. Thôi quá. Chú Quang. Gì? Vớ của chú hả? Vớ chú đó con. 10 năm chưa giặt hả? Con làm con có sạch lắm vậy á? Nguyên cái máy giặt toàn là vớ con không kìa. Mà vấn đề tự nhiên chà giấu vớ của chú làm gì vậy? Chắc tại là bà mê cái mùi của chú. Chú mê đây. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.